Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở đoạn clip ngắn này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị một cái mặt hoa giả hạt, giả hạt chớp nha các cô chú anh chị. Đây là giả hạt chớp Mỹ. Đây là cái dòng đột biến từ cái cây giả hạt Hawaii. Đây là cây đột biến từ cái cây giả hạt Hawaii. Hoa cực to và cực thơm nha các cô chú anh chị. Thơm lắm. Khuôn hoa thì cũng rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Thì giá mùa Covid này thì nó bèo nhèo lắm các cô chú anh chị. Bình dân lắm. Rất là nhẹ nhàng, tình cảm. 2 cộng thì 350, còn 1 cộng có 200k thôi. Giá bèo nhèo luôn. Giá mùa Covid. Đây các cô chú anh chị. Đây, vô hình cây thực tế nha các cô chú anh chị. Đâu rồi? Mã số 1 nè các cô chú anh chị. Mã số 1 350k thì đây các cô chú anh chị mình nhìn nè, hai cái mầm gốc đã lên. Bên đây còn một mầm nè. Đó. Rồi, bên đây nó còn một mầm nữa nè. Đó. Em quên đem cái thước rồi. Đây các cô chú anh chị. Này quay khỏi thước nha các cô chú anh chị. Đây các cô chú anh chị mình thấy nụ nè. Trời đất ơi, nụ bự hết trơn. Đây còn số nụ nhỏ, tức là cái cây này nó sẽ trổ khoảng tầm 10 ngày nữa bắt đầu trổ, nó trổ rêu các cô chú anh chị nè. Nó đây là cái những cái nụ nhỏ nè. Tới Tết thì cái luống mà vừa nhú này là Tết. Mã số 1 nha các cô chú anh chị. Hai cái cọng này nó cao khoảng tầm 60 cm nha các cô chú anh chị. Em độ nha. Em độ nó có lạch ít rồi các cô chú anh chị mình đừng cày. Ra không có sử dụng thuốc. Ui chết cha, cái thân này nó gặp rồi. Cái thân mã số 2 này nó gặp rồi. Rồi, đổi mã khác rồi. Đây, mã số 2 các cô chú anh chị. Đây là mã số 2 nè. Đây, 2 cộng. Đây, một cái mầm gốc nó đã lên và một cái mầm gốc nó đang bật luôn á các cô chú anh chị. Đó, bên đây đang lên một mầm gốc, cái mắt gối nó lên theo luôn. Đây một mầm nữa. Cái chậu mã số 2 này cũng tê tái lắm nha các cô chú anh chị. Đây, cái nụ nó nhỏ hơn. Đó. Cái này là khoảng tầm 20 ngày nữa mới bắt đầu nở. Đó, nụ lớn, nụ nhỏ đều có nha các cô chú anh chị. Chơi tới Tết luôn á. Thì đây là cái mã số 2. Đây cũng là 350k. Cứ hai thân là 350k nha các cô chú anh chị. Giá quá mềm nha các cô chú anh chị. Cái cọng mà em đang cầm nè. Cái cọng này nó khoảng 90 cm á. 90 cm. Còn cái cọng còn lại là khoảng 60 cm. Cái dòng chớp Mỹ này, cái thân nó lực nó khỏe các cô chú anh chị. Cái thân nó lực nó khỏe lắm. Rồi, tiếp tục là mã số 3 các cô chú anh chị mình ơi. Mã số 3 thì cây này cái thân bên đây thì một mầm đã lên. Nè, hai cái mầm gốc nằm sát bên nhau các cô chú anh chị. Đó. Vậy là đã lên 4 mầm, nhưng mà 4 2 mầm lên cao, 2 mầm còn hơi thấp. Đây, hai cái cọng này dài khoảng tầm 70 cm. Hai cái cọng này dài khoảng 70 cm nha các cô chú anh chị, nụ lớn nụ nhỏ. Đây, bao la nụ luôn. Nụ này là chơi thỏa thích. Rồi, tiếp tục, đây là mã số 4 các cô chú anh chị. Mã số 4. Đây. Hai cái mầm gốc bên đây đang lên. Bên kia là một mầm gốc với một cái mầm gốc đang u. Đó. Rồi, đây. Một cái thân dài á, cái thân dài này là nó khoảng 1 mét á các cô chú anh chị. Từ 95 tới 1 mét. Còn cái thân còn lại thì nó khoảng 60 thôi. Khoảng 60 thôi. Đó, nụ lớn nụ nhỏ, nói chung cây nào cũng vậy các cô chú anh chị. Nụ lớn nụ nhỏ nè, nụ nhỏ nè. Đó, nụ nhỏ. Đây, nụ nhỏ nụ nhỏ. Nói chung cỡ mấy cái giò này là chơi từ một tuần nữa là hoa bắt đầu nở rêu cho tới Tết luôn á các cô chú anh chị. Tại giả hạt không có thằng nào mà giờ nở mà đúng xuân bằng thằng giả hạt chất Mỹ hết trơn. Rồi,
liên tục luôn, là mã số 5 các cô chú anh chị. Mã số 5 đây, hai mầm đã lên và đây còn một mầm nè, đó một mầm phía dưới. Cái mầm bên đây, cái mầm bên đây sao không thấy cả, cái mầm bên đây nó khuất rồi, nó chưa lên hết ta. Ở đây đây đây, cái mầm bên đây 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 đó. Rồi các cô chú anh chị, đây trời ơi nụ ơi là nụ đó. Cái cả thân này khoảng tầm 90 xăng nha các cô chú anh chị, cái thân em đang cầm nè 90 xăng, cái thân còn lại thì khoảng 60 xăng. Đây một cái nở trước một cái nở sau các cô chú anh chị, đây nè. À, cái thân này là nè, cái thân mé bên đây là nụ nhỏ nè, nụ này là nghe vô nghe tết nè, đúng bài luôn. À, ở đây cũng còn một vài cái nụ nhỏ của cái thân lớn nè, đây này nụ lớn quá đẹp nha các cô chú anh chị, quá phê. Rồi bây giờ đó là một số hình cây của cái 350. Bây giờ em qua cái hình cây số 6 nè, 200k thì một thân nha các cô chú anh chị. Đây mầm gốc chưa lên. Ý không, cái mầm gốc này bị hư rồi, cái mầm gốc bên đó bị hư rồi, bị con gì cạp rồi. Đây mầm gốc bên đây, còn cái mặt gối này nó đang chuẩn bị lên, nó lên thế, nó thế cái mặt cái mầm gốc. À, còn nụ đây. Nụ lớn, nụ nhỏ, nhóc luôn các cô chú anh chị. Cái cọng này dài khoảng tầm 70 đến 80 xăng nha các cô chú anh chị. À, rồi, tiếp tục đây là mã số 7 nè. Mã số 7 thì đây một mầm đã lên, bên kia còn một mầm nữa là hai mầm. Cây này thì nguyên vẹn ngon lành. À, nụ chút chút có, nụ lớn có. Cây này thì còn lâu mới nở. Lâu lắm nha các cô chú anh chị. Cái này là chuẩn Tết luôn nè. Đó, những cái nụ này là nụ Tết không đó các cô chú anh chị. Tết. Rồi, tiếp tục đây là mã số 9. Ủa? Mã số số 8 chứ. 88. Mã số 8. Một thân này là 200k nha các cô chú anh chị. Đồng giá hết, nó lệch nhau chút xíu nhưng mà không sao. Đây các cô chú anh chị, nè, hai cái mầm nó đã lên luôn nè. Đó. Đây, nụ nè, nụ nhỏ nè, nụ lớn nè. À, phía trên là những cái nụ nhỏ mới vừa chớm chớm nè. À, chớm chớm. À, mã số 8. Rồi, tiếp tục đây là mã số 9. Cái số em ghi đâu mất tiêu rồi. Đây, mã số 9. Mã số 9 thì một cái mầm lực quá các cô chú anh chị, lực quá lực. À, đây bên đây còn mầm nữa nè. Đây. Thì đây, nụ quá nụ. Cọng này khoảng tầm 80 xăng. Rồi tiếp tục đây là mã số 10. Mã số 10 200k các cô chú anh chị. Đây cái chậu này thì đặc biệt, cái chậu này là chuẩn Tết luôn nè. Tết nó mới gần Tết mới có nở nè, nụ nè. Các cô chú anh chị nhìn thấy nụ nó, nụ bên đây nè, nụ. Mầm gốc thì hai mầm đây. Cái này bữa bị đổ giá thể, thằng lính nó chưa có vô giá thể lại thêm. Hai cái mầm còn nguyên vẹn nha các cô chú anh chị. Rồi. Tiếp tục đây là mã số 11 đây. Đó, cái mặt gối lên, hai cái mầm gốc thì chưa lên. Nụ nhỏ. Cái này là hàng là gần Tết mới nở, tầm lỗi 20 mấy mới có nở các cô chú anh chị. Đó, gần Tết luôn. Đây các cô chú anh chị. Nè, con có những cái nụ nó lớn rồi nè, mà tại nó nụ nó lớn quá nên thôi em không, em để tại bán lẻ. À. Như vậy là vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 11 cái hình cây của giả hạt chấp Mỹ nha các cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mình yêu thích mặt hoa này thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.